Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Như quý vị biết thì hiện nay là chúng ta cái phần mà ván công nghiệp chúng ta rất là cần thiết cho những cái nội thất hiện đại, ví dụ như là những cái chung cư cao cấp hoặc là những cái resort. Thì hôm nay đến với chương trình, Thượng Nguyên muốn chia sẻ đến quý vị một cái thiết bị máy dán cạnh với một cái chức năng là đa chức năng, và cái tổng của chức năng này là có thể là 8 chức năng. Nhưng đặc biệt hơn một cái nữa là cái chức năng lên xuống phôi thì chúng ta sẽ sử dụng bằng điện, thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều trong cái mỗi lần mà chúng ta đổi phôi. Và bây giờ mời quý vị, bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái sự vận hành máy xem. Một vài thông tin Thượng Nguyên muốn chia sẻ đến quý vị, và một lần nữa thì cảm ơn quý vị, nhất là những cái fan cứng của Thượng Nguyên đã đồng hành cùng với Thượng Nguyên trong suốt hơn 20 năm qua. Và một lần nữa thay mặt cho ban giám đốc và anh chị em Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.